là Trang Nhung, một người làm nghề tự do tại Hà Nội, một blogger và một người thích viết sách, và đặc biệt là người có niềm đam mê với máy ảnh phim. Mình lựa chọn máy ảnh phim vì mình thích sự chân thật của ảnh phim hơn. Mình sẽ rất là hồi hộp mỗi lần Lab gửi ảnh về cho mình. Cũng giống như Trang Nhung, cộng đồng những người trẻ yêu máy ảnh phim tại Việt Nam cũng ngày một đông đảo hơn, dù cho dòng chảy mạnh mẽ của công nghệ hiện đại. Khi mà kỷ nguyên kỹ thuật số nó nở rộ, mọi thứ rẻ hơn nhiều, an toàn hơn nhiều, nhân bản dễ, chất lượng cực kỳ cao. Và những người chơi ảnh họ có xu hướng thích ảnh phim, quay lại tìm hiểu về ảnh phim. Vì ảnh phim luôn luôn ám màu một cách dễ chịu và có nhiều thứ để tìm hiểu. Không chỉ số lượng tăng lên, với những người trẻ, việc gìn giữ những giá trị cổ xưa của một công nghệ chụp ảnh cũng là một cuộc chơi đầy thú vị. Như với anh Hưng, một trong số ít những người tráng dọi phim thủ công tại Hà Nội. Cái quá trình tráng phim rồi là dọi ảnh rồi là loay hoay lọ mọ trong buổi tối, nó là một cuộc chơi rất là thú vị. Ngắm nhìn cái bức ảnh trong xong cái quá trình thực hiện tráng dọi trong buổi tối ra, nó thỏa mãn được cái đam mê của mình. Không chỉ với những người trẻ, với những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đã có nhiều năm gắn bó với máy ảnh phim thì đây vẫn sẽ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Người ta không phải là người ta phủ nhận máy ảnh số, nhưng người ta thích cái phong cách của máy ảnh phim hơn, thì người ta vẫn giữ cái phong độ đó và giữ cái thói quen, giữ tất cả những cái thành tựu mà người ta làm được bằng máy ảnh phim. Dù mỗi người lựa chọn cho mình một cách khác nhau, nhưng sức sống của máy ảnh phim vẫn luôn hiện hữu mạnh mẽ như một đốt trầm trong cuộc sống hiện đại.